Good morning everyone, xin chào mọi người nha. Buổi sáng 9 giờ sáng ở Bratislava, thành phố Bratislava của 9 giờ sáng mà nhìn cái trung tâm mọi người, ở bên mé đây gọi là Old Town, là giống như cái thành phố, cái trung tâm cũ, Old Town and New Town. Mình đang ở khu này gọi là Old Town nên buổi sáng sớm 9 giờ nó vắng. Vì cái shopping, mấy cái cửa tiệm này kia cái nọ chưa có ai mở cửa, hoặc hàng quán cũng chưa có ai mở cửa hết trơn. Nó rất là vắng. Chỉ có đúng duy nhất một cái quán cà phê ngay góc đường bên đây là người ta mở cửa. Nhưng mà nó không có đông nha mọi người. Đó. Nguyên một con đường dài luôn mà toàn là hàng quán nó đóng cửa, nhà hàng, có nhà hàng Việt Nam nữa. Có hai ba cái nhà hàng Việt Nam để hôm nay có gì mình đi ăn thử rồi review cho mọi người nha. Shopping nè, đóng cửa, chưa mở cửa, 9 giờ. Nhà hàng, quán ăn cũng chưa mở cửa, không ai mở cửa hết trơn mọi người. Quán rượu nè. Coi nè. Buổi sáng 9 giờ nha mọi người. Đó, 9 giờ sáng đó. Trời, ở đây buổi sáng sớm nó yên tĩnh, mà yên tĩnh đến lạ thường luôn. Mình nghĩ chắc tại chúng vô cái tuần lễ, ngày lễ Easter ở bên đây nè, giống như lễ tạ ơn, gọi là Easter. Nên hôm nay cuối tuần, nên mọi người ta ở trong nhà thì chưa có thức dậy. Nên nó vắng, nó yên tĩnh. Đường xá thì nó sạch sẽ đó, thoải mái đó, nhưng mà thấy nó vắng quá. Rồi cái khu mua sắm mà có mỗi cái quán cà phê ngay đây là nó mở cửa ngay góc đường nè mọi người. Thấy nó yên tĩnh lạ thường không? Hai người này đi lang bang đi tìm mấy cái tiệm bán bánh nè. Ở đây cũng có bán bánh ngọt, cà phê này kia kia nọ luôn, nhưng mà không có thấy bánh mình muốn ăn. Bây giờ đi qua bên cái nhánh đường khác để đi tìm bánh ngọt. Đi tí xíu thì tìm thấy cái quán tiệm bánh lớn này, tại có người ta chỉ vô cái tiệm bánh này, nó bán đủ loại bánh hết, nhiều lắm, lớn lớn nữa, nhưng mà người ta chưa có mở cửa mọi người ơi. Đó, nguyên một con đường nó vắng như là ngày Tết ở bên Việt Nam vậy. Trời ơi. Đây nè mọi người nhìn con đường nè. Hàng quán thì quá trời, nhưng mà không thấy quán nào mở cửa, tiệm nào mở cửa hết trơn luôn. 10 tiệm. Không thấy tiệm nào mở cửa trên đây trơn, kể cả tiệm Việt Nam, nhà hàng Tàu, nói chung là tiệm nào cũng chưa mở cửa hết. Đóng cửa. Mở cửa rất là trễ luôn. Có những tiệm là người ta đóng luôn cái tuần lễ này luôn nha, tại vì cái ngày lễ Easter nè. Cái khách sạn của mình ở là ngay chỗ nó gọi là Old Town nha mọi người. Bây giờ mình đi bộ xuống ngay chỗ cái New Town, giống như cái trung tâm mới. Cái này chỗ hồi xưa là trung tâm, nó hồi xưa cũng là trung tâm nhưng mà nó bây giờ cũ rồi. Hôm nay ngày lễ nên đường xá nó vắng, tiệm quán đóng cửa nhiều lắm. Hầu như là 10 quán đóng cửa hết 9 quán rồi. Đó, đường nó cũng vắng lắm mọi người. Mình qua đây trúng ngay cái lễ của họ. Nên đường vắng, không có đông. Mấy cái chung cư ở bên đây đó mọi người, nó thấp thấp không à, nó chừng 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng gì không, không có chung cư cao đâu. Mà mấy cái chung cư cũ nhiều lắm nha. Có chung cư mới nữa nhưng mà họ cũng xây thấp thấp không à, chừng 4, 5 tầng gì kìa. Họ không có xây cao đâu. Mình đi châu Âu hình như thấy hầu như là như vậy. Mấy cái chung cư, mấy cái nhà ở người ta không có xây cao đâu. Ta toàn xây 4, 5 tầng gì không nè. Mọi người thấy không? Mà bên châu Âu mấy cái chung cư cũ nó nhiều lắm. Tại vì mình nghĩ họ muốn giữ mấy cái
kiến trúc cổ, kiến trúc cũ á, nên người ta không có muốn đập cái cũ đi để xây cái mới, trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm thì người ta mới mới đập cái cũ xây cái mới thôi, chứ thường người ta giữ mấy cái kiến trúc cũ lại nhiều lắm. Sau khi hơn 10 phút đi bộ nha mọi người, lúc nãy mình nghĩ cỡ chưa tới 10 phút nhưng mà đi bộ bây giờ nhìn lại là thấy hơn 10 phút nha, là tới cái khu trung tâm nè. Cái này là trung tâm, khu này là khu mới, lúc nãy mình có nói trước là trung tâm, cái khu mình ở cũng là trung tâm nhưng mà cái đó là cái cũ rồi ngày xưa. Bây giờ cái này nó gọi là khu trung tâm mới nè, nên nó có được mấy cái kiến trúc, mấy cái tòa nhà cao tầng nè, nó không có nhiều. Người nhìn không? Trung tâm nhưng mà nó cũng vắng nha. Tại vì ngày lễ đó nên hả, cái văn phòng người ta đóng cửa hết rồi, không có làm việc. Chỉ có mấy quán cà phê, mấy quán ăn bây giờ bắt đầu giờ trưa 1 giờ hơn 1 1 giờ rưỡi rồi. Nên bây giờ mấy cái quán ăn bắt đầu người ta cũng mở cửa. Nhưng mà đa phần là quán ăn là ta đóng cửa nha, ngày lễ đó chỉ có vài nhà hàng thôi người ta mở thôi. Đó, downtown nè mọi người, trung tâm mới của thành phố nè. Đó, nó có được mấy cái tòa nhà cao tầng này nè. Đường xá nè. Nó không có đông đúc giống Việt Nam mình đâu nha. Mấy cái này là mấy cái khu chung cư mới nè mọi người. Đó. Nên nhìn mấy cái nhà nó sẽ mới hơn mà nó cũng có mấy cái nhà cao tầng hơn. Nó có nhiều nhà, nhiều chung cư cao tầng hơn là ngay chỗ cái khu Old Town, cái trung tâm cũ. Cái này trung tâm mới thì họ xây mấy cái tòa nhà, mấy cái chung cư đều cao nhiều hơn. Bên đó là cái shopping mall đó, trung tâm mua sắm đó mọi người. Để mình kiếm kiếm đường đi băng qua đường để đi vô cái trung tâm, cái shopping đó coi người ta họ bán cái gì trong đó. Đây bây giờ mình băng qua đường đi vô cái trung tâm mua sắm nha, shopping mall nha mọi người. Cái này bên ngoài cái shopping này. Đây mới có đường. Để xem hôm nay ở trong đây đông không nha, tại vì ở ngoài đường là nó vắng lắm. Vì là ngày lễ nên nó sẽ rất là vắng ở ngoài đường. Còn bây giờ không biết trong này có đông hay không, không biết, đi vô thử nha. Mình chỉ quay sơ ở trong mall thôi nha mọi người. Hôm nay là ngày lễ nên ở trong mall tất cả các tiệm người ta đóng cửa hết, người ta không có mở cửa shopping gì đâu. Chỉ có mấy cái quán, nãy mình có thấy cái tiệm mà bán nước, bán cà phê này kia kia nọ người ta mở thôi. Còn hầu như là tất cả các quán, tiệm này kia kia nọ là người ta đóng cửa hết. Ở trong mall thì nó sạch đẹp lắm nha mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn. Mall rất là sạch, rất là đẹp luôn. Rộng nữa, lớn nữa. Đó, cái kiến trúc họ xây cái kiểu mới đó, rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối tuần, ngày lễ nên người ta sẽ đóng cửa hết trơn rồi. Ồ, có cái quán cà phê Starbucks thì người họ còn mở cửa kìa. Họ có mở cửa cái quán cà phê Starbucks. Cái này là ở trên lầu, tầng trên cùng của cái shopping mall nha mọi người, trung tâm mua sắm nha. Chỗ shopping mall mà họ cũng đóng cửa hết rồi, 10 quán mình giống như mình nói 10 tiệm á, chỉ có một tiệm người ta mở cửa thôi. Đó, mọi người cũng có thể thấy 10. Nó lớn, cái food court cũng lớn lắm, cái chỗ trên lầu ăn này nè. Nó cũng lớn nhưng mà người ta đóng cửa hết trơn rồi, chỉ có một vài tiệm nó mở thôi. Họ có bán phở của Việt Nam mình nữa nè. Bán sushi nhưng mà cái tiệm phở đó, người ta đóng cửa, người ta không có mở cửa. Ở trên đây sạch lắm mọi người. Rất là sạch luôn. Đó, mấy cái hàng quán người ta đóng cửa hết trơn rồi. Không có mở, chỉ có một hai quán là người ta mở cửa thôi. Mà cũng vắng người lắm, không có đông lắm. Vắng lắm. Đây ở trên lầu nè. Ở bên đó là cũng là dãy đồ bán đồ ăn luôn. Bên đây là mấy dãy nhà hàng nè, bán quán ăn nhưng mà người ta đóng cửa hết hết rồi, không có mở cửa. Nhìn xuống lầu nè, vắng lắm.
Không có đông đâu, có vài người đi, ít người đi trong mall lắm. Vì ngày lễ mà nhà người ta đóng cửa hết trơn rồi, không có giống như bên Việt Nam mình. Bên Việt Nam mình là mấy ngày lễ mà đi vô mấy chỗ mà mua sắm như vậy là đông nghẹt người luôn, không có đi nổi luôn. Đó, đóng cửa hết rồi. Họ đóng cửa nghỉ lễ tới thứ hai lận, tới 4 ngày lận, thứ sáu, bảy, chủ nhật, thứ hai, đó, đóng cửa hết rồi, ít người lắm. Này là con đường đi vô trung tâm, nó gọi là Old Town nha mọi người, cái thành phố cũ đó. Còn bên kia là cái New Town, cái thành phố mới. Cái này là buổi sáng sớm nên mấy cái cửa tiệm người ta chưa có mở cửa mở ấy đâu nha. Mình muốn đi thường, mình đi muốn đi sớm là tại vì hả, đi trễ một lát á, khách du lịch người ta đông lắm nên thường mình quay hay mình hay đi sớm lắm. Với lại mình dậy sớm để tìm đi uống cà phê, đi ăn mấy cái bánh croissant, đi ăn mấy cái bánh ngọt, uống cà phê đó. Nên có cái quán này người ta mở cửa nè, ta bán đồ ăn sáng, bán cà phê, bán bánh ngọt, bán bánh mì sandwich này kia cái nọ, bán đồ ăn sáng ăn nhẹ thôi. Đường này là mấy cái quán bar, quán rượu này kia cái nọ, là buổi tối thấy ồn ào nhộn nhịp ghê, nhưng mà buổi sáng thấy nó vắng rồi, buổi sáng nó im lìm. Đi bộ được một chút thì đi đến cái này là cái quảng trường ở ngay chỗ cái khu trung tâm của cái Old Town. Cái này là cái quảng trường chỗ cái khu trung tâm nha mọi người. Đây có hai quán cà phê người ta mở cửa sớm mà cũng chưa có khách đâu, tại sớm còn sớm nên khách du lịch người ta cũng chưa có thức dậy, người ta chưa có đi nhiều đâu. Đi bộ khoảng chừng 5 phút thì mình đi ra thêm một cái quảng trường lớn nữa. Đây là một cái quảng trường khác nữa nha mọi người. Nó nằm gần cái chỗ dòng sông nha. Đây nè. Từ ngay khu trung tâm mà mình, ngay chỗ ngay trung tâm mình đi bộ ra chừng 2-3 phút thôi là mình tới ngay chỗ cái dòng sông ở bên đây nè mọi người, cái tòa nhà này đẹp nè. Giờ mình tới cái dòng sông rồi nè mọi người. Này là cái dòng dòng sông của thành phố này đó. Nhưng mà bên châu Âu thì người ta sẽ bắt, người ta làm nhiều cầu lắm trên dòng sông nè. Ta có bắt cầu qua cái thành phố từ bên này sông bắc qua bên kia sông vậy đó mọi người. Bên đây người ta làm cái đường đi bộ dài lắm, mấy cái đường đi bộ bên đây lớn, nó có công viên này kia nữa cho mình chạy bộ đi bộ đó. Bên đây là cái dòng sông, rồi bên đây là cái thành phố, là cái trung tâm nữa. Đi bộ ngược lại là vô cái trung tâm. Nhưng mà cái trung tâm này nó gọi là Old Town, là cái trung tâm thành phố cũ nha mọi người. Họ đã chuyển đổi qua cái trung tâm thành phố mới, mà cái trung tâm thành phố mới á, thì nó lại không có đông đúc như cái trung tâm thành phố cũ này. Nó chỉ có nhiều cái tòa nhà mới cao hơn thôi, chứ nó không có cái gì đặc biệt lắm. Ở đây thì có nhiều cái kiến trúc cổ, kiến trúc ngày xưa thì nó đẹp hơn, với lại dân
với lại du lịch, du khách người ta tới đây nhiều, tới ở đa khu này không mà không có ở cái chỗ cái khu trung tâm mới đâu.